Chào mọi người, hôm nay mình làm một cái bài mồi về cho mọi người nha. Hồi này thì cũng có một người, có một ông cụ rồi, cũng già rồi, chỉ cho mình cũng rét rồi, cũng có dính cũng được. Mồi này thì nó có cái gì đây, thức ăn viên nha, ăn viên 10.000 một ký. Còn này trắng ha, thì bột mì giống như nha, bột mì thì mình chọn nhiều cũng được, càng nhiều càng tốt. Bột mì chứ ăn viên rồi năm, còn phải cho dừa câu đấy. Giờ mình chọn luôn nha, đây là cũng cái đoạn này ok. Này cũng cổ cũng chỉ mình lâu rồi, mình không có tin, cũng làm thử câu thử, cũng có dính cá, cũng nhại, cái gì nó cũng ăn trên cái chê nữa. Rồi ngâm nước vô, ngâm cho mềm mềm vừa câu này. Ngâm nước tại chỗ câu này. Nước sạch, nước tưới, ngâm nước mưa luôn. Mình lại tới chỗ câu, mình muốn nước câu mình ngâm là câu yên nhất. Này, ngâm xong ra rồi. Hả? Cái ông bỏng đi chứ, hồi nó khô queo quá. Trời nó thấm, trộn, nhão quá, mình thêm nước ăn đi. Luôn 4 lần, lần nào cũng có cá bự, tại vì cá chê phái ăn dữ lắm, câu dính về cá chê nhiều lắm. Đấy, cái này ngâm khoảng 30 phút rồi câu được rồi. Thường mình đi mình hay múc nước ở chỗ câu mình đem về tới giờ nó gì mốt ngâm mồi khỏi lại tới ngâm cho lâu, để nước nhà có ngâm luôn à. Chắc cá da ở khu mình nó khoái ăn bột mì rồi, ngâm mồi này lần nào đánh cũng có đây mà không bự tầm ký đâu lại à, để kinh mình không có bự nhỏ. Xong giờ chờ nha, hôm nay mình đi test luôn, giờ ngâm xong đi luôn, thử kết quả cho mọi người coi luôn. Chào mọi người nghe, giờ chờ kết quả nha. Nãy giờ mình ngâm này được 30 phút rồi nha, ở lâu quá trời luôn. Ngâm chút xíu cho mình đỡ, chút nữa này nó hơi nhão rồi, chút nữa câu được, ngâm xong bóp đi luôn. Nhãn có đau phải không? Lu mày có ăn mồi tao không? Hả, thấy mày thọt với tôi mồi ha? Không? Không, ăn nước. Đó đó. Lì. Cần số mồi không? Cần không? Mày ăn số mồi của tao nè. Có không? Có ra không? Có ra không? Mọi người thấy con này nó ăn mồi ngâm ghiếc rồi nó vậy á. Mày ăn cái gì vậy? Ăn cái gì thì mập. Hứng nước. Cầm vô. Ai cho ăn? Ai cho ăn? Tao có cho ăn chưa? Thôi lần nào ngâm mồi cũng bị nó ăn hết trơn. Con này nó mê nè, mồi chó còn mê mà cái vồ đâu có gì tao mà để cho mồi này mày chọn mình, tao quýnh mày chết. Ăn vô đi hả, đi hả, lì hả mày. Thôi giờ đây nha, lúc này mày này mình test luôn hả. Thôi chào mọi người, chờ kết quả nha, chào mọi người nha. Giờ mình đi lấy mồi đi câu luôn, giờ 10 phút nữa rồi đó, tìm đó ngon rồi. Giờ mình đi mày nữa ha, nãy giờ mày canh số mồi tao nghe đi, mà nó nãy giờ nó ngồi nó canh suốt luôn, giờ để xuống ăn liền nè nè đó. Nhấm vô, đặt lên không ghê chưa,
Ơi, ơi, tới điểm cầu nha mọi người. Đây, cầu mình tôi vui, không thấy gì hết. Nước đang lớn luôn. Dạ, đậu cầu hơn rồi. Đậu cả luôn. Tết cái mọi gạo này, nước lớn em quá. Ôi, nó ngập chỗ này luôn. Cái chỗ quyền thổi luôn rồi. Ơi à, hai con đây, con đi, con này nhỏ hơn con này. Mày giật cái dưới biển mấy cái ở cá quá vô đây, đem kìm nữa nữa hả? Hai cá không bự cũng được, trời chút xíu nó xảy rồi. Nằm dưới anh nói rộng như vậy chứ về nó còn sống. Hai con nha, cái này còn được hai con rồi. Vậy trên kia đang xuống về tối nay lên cái clip này luôn, anh có liền. Đó, giờ hai con còn gì bằng nữa. Này xuống rộng nè, nằm xuống cái này cũng có nhớ gì ta. Vì nãy cần kia nó cũng nhịp nó. Rồi em xuống. Em cần câu em còn không? Còn đi Nguyên. Đây nó lại nghe, hai cần câu. Đó, hai cần. Đây thử mồi mới luôn. Mới em xuống test là được hai con rồi đó. Rồi giờ con tiếp. Thôi giờ mình về nha, giờ có thui rồi, điện thoại nó cũng hết pin luôn rồi, hết bật led từ giờ quay tối hù luôn, hết thấy gì luôn rồi. Thôi về nay test mồi nha, được rồi nha mọi người, cũng được hai con cũng có. Thôi ngày mai đi test tiếp. Thôi chào mọi người nha, hẹn lại trong clip tiếp theo nha. Chào mọi người.